Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có test cho hai bác là hai con P8000S. Đó là đây. Một bác đó là bác Trần Công Sơn. Bác ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. P8000S. Và Nguyễn Văn Đoàn, Bà Rịa, Vũng Tàu, P8000S. Ở đây thì nhân viên của em có viết sai là 4,2 triệu các bác nhé. Nhưng cái vấn đề này là em đã báo nhân viên là sửa lại rồi các bác nhé. Giá hiện tại với bên Thắng Ca Audio giá là 4 triệu đồng. Và là chưa gồm bao ship. Chưa gồm bao ship. Với cái con P8000S này là một trong những dòng công suất phải nói là cực kỳ là bền bỉ, vì nó sử dụng tới 40 sò. Và biến áp thì cũng đã giới thiệu với các bác rất là nhiều rồi. Hôm trước em đã có video mở ruột cho tất cả các bác cùng tham khảo. Thì cái biến áp của nó là biến áp đồng và size là size 18. Còn đâu sử dụng là 40 sò Toshiba 5200 và 1943. Như các bác cũng đã thấy, bản này là bản nâng cấp của P7000S. Con P8000S này là nó đang phải nói là em đang giảm giá rất là tốt. Giá chỉ 4 triệu thôi. Và công suất của nó rơi vào tầm 800 đến 850W trên một kênh. Và hôm nay em có test cho hai anh. Và xin lỗi các bác, giọng em hôm nay nó đi hát nhiều quá các bác. Vì em có đi lắp và cũng đi hát thử rất là nhiều. Âm ra là giọng nó hơi bị. Đây em sẽ cắm trực tiếp từ máy tính thôi nhá. Cắm trực tiếp từ máy tính vào cái hai vào một đôi loa này. Và bây giờ cùng cho tất cả các bác cùng nghe nào. Nó là class AB các bác nhá, sử dụng đến 40 sò. Tuấn ấy chuyển cái nhạc cái. Đấy, rồi ok, không phải chuyển. Rồi. Xem lại cái rắc. Cái rắc nó cắm chưa chẳng. Rồi ok. Các bác thông cảm các bác nhá. Đấy. Hai kênh. Con này thì mỗi một kênh thì chúng ta có thể đánh được một đôi bát mỗi một kênh một đôi bát 30. Hiện tại một kênh bên này em đang ghép với FT1 KT12 và BB2000. Một đôi BB2000 là từ kép, còn đôi này là từ neo các nhá. FT1 là từ neo. Đấy, mỗi kênh một đôi. Đấy. Đây là kênh thứ nhất này. Kênh B. Kênh luôn. Với 800W trên một kênh thì các bác có thể đánh được hai đôi bát 30 hoặc một đôi bát 40 các bác nhé. Hoặc là chúng ta có thể ghép được súp 718 vào. Em ấy cắm cho anh. À thôi được rồi. Nghe điện thoại đi. Xin lỗi các bác, điện thoại suốt từ nãy đến giờ. Rồi em sẽ chuyển xuống chiếc thứ hai. Đây. Chỉ cần rút cái rắc này cắm xuống thôi. Lúc nãy em cắm nó không chặt, đâm ra là nó không tiếp xúc tốt. Đấy, các bác. Đấy, ok, chuyển hết xuống dưới rồi các bác nhé. Và tiếp tục ấn này. Tiếp tục. Và đây. Là chết ở trong lòng một. Tiếp tục. Rồi đấy, kênh tiếp tục này. Tiếp tục này. Đấy, hai kênh. Cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta với với cục đẩy này thì nó có thể đánh được rất là căng. Hai đôi bát 30 em đang đánh đây. Hai đôi bát 30 luôn các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này hoặc truy cập website Thắng Ca Audio để tham khảo. Với cục đẩy và loa bên em bán thì bên em luôn luôn yêu cầu các bác phải cọc các bác nhé. Hai bác đều cọc cho em trước là 500.000 rồi. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì mời các bác có thể là liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này. Thì nhân viên bên em sẽ gửi mã số
tài khoản ngân hàng cho tất cả các bác, và các bác có thể là ra cửa hàng Viettel để mà các bác có thể chuyển cửa hàng Viettel, cái cửa hàng mà nó bán điện thoại di động, người ta có dịch vụ là chuyển tiền, và các bác có thể là tới cái ngân hàng gần nhất thì người ta cũng đã chuyển hàng chuyển tiền cho tất cả các bác. Và giá của nó là đang là 4 triệu các bác nhé, chưa gồm bao ship. Và nếu mà bác nào có nhu cầu mua hàng thì mời các bác có thể alo trực tiếp và đặt cọc. Riêng cục đẩy vi loa em nhấn mạnh lại, riêng cục đẩy vi loa bên em yêu cầu đặt cọc trước các bác nhé. Vì nhỡ may anh em có không lấy thì cái tiền đó nó sẽ là cái tiền vận chuyển. Đấy là em nói nhỡ may thôi, còn đâu anh em lấy thì ok. Có nghĩa là con này 4 triệu, khi mà các bác đặt cọc 500 thì các bác còn 3 triệu rưỡi thanh toán với nhân viên bưu điện. Và cái số tiền vận chuyển thì các bác cũng gửi nhân viên bưu điện luôn. Đấy, rồi ok. Cảm ơn hai bác cũng đã tin tưởng và mua hàng luôn bên em. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau. Thì bên em thì luôn luôn sẵn hàng những cái hàng này các bác nhé, dùng gia đình rất là ok luôn. Và kể cả anh em đánh súp 718 này cũng rất là ok này. Rồi chào tất cả các bác ạ.